ăn bánh trung thu kiểu này độc hơn thuốc chuột, rất hại cho sức khỏe mà không ai biết. Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ đến rằm tháng 8, hay chúng ta vẫn quen gọi với cái tên đó là rằm trung thu. Đây có lẽ là ngày Tết rất được mong chờ trong văn hóa của người Việt Nam. Cả trẻ nhỏ lẫn người già vẫn luôn quan niệm đây là dịp để tụ họp, sum vầy, để phá cỗ, thưởng trăng và cùng nhau làm những việc thật ý nghĩa. Vào ngày rằm trung thu này, người ta thường chuẩn bị rất nhiều đồ ăn khác nhau để khiến mâm cỗ sinh động hơn, có thể kể đến như mâm ngũ quà, các loại bánh kẹo, trái cây thơm ngon. Và không thể thiếu được, đó chính là bánh trung thu, món bánh đặc trưng của ngày này. Hầu hết ai cũng thích hương vị ngon ngọt, thơm ngậy của bánh này. Có những người họ còn chia sẻ rằng có thể ăn nhiều cùng một lúc cũng được. Bánh trung thu ngon là vậy, song không phải phù hợp với hết mọi đối tượng. Có một số người được khuyến cáo là không nên ăn bánh trung thu nếu không muốn bệnh tình trở nặng, cơ thể mệt mỏi, nguy hại đến sức khỏe. Cùng xem đó là những đối tượng nào nhé. Những chiếc bánh trung thu thơm ngon là món ăn không thể thiếu vào rằm tháng 8. Song với hàm lượng dinh dưỡng cực cao, thực phẩm này không tốt cho một số người. Dưới đây là những nhóm người nên hạn chế tối đa việc ăn bánh trung thu. Nhóm thứ nhất, những người béo phì, người đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân. Tuy thiếu đi món bánh truyền thống này thì mùa trung thu sẽ không còn trọn vẹn nữa. Nhưng những ai đang gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng thì nên tránh xa thực phẩm này. Nguyên nhân là hàm lượng dinh dưỡng mà mỗi chiếc bánh trung thu đem lại rất cao. Ăn mỗi chiếc bánh nhân trứng muối 6g là bạn đã nạp vào cơ thể 200 calo. Phần năng lượng này muốn tiêu hao thì bạn phải đi bộ khoảng 1 giờ. Lượng chất béo và đường trong bánh trung thu rất lớn, chủ yếu đến từ nguyên liệu bột, bơ, mỡ heo, đường, đậu, hạt sen. Vì thế, nếu muốn cải thiện vóc dáng và giảm thiểu các nguy cơ bệnh tật do thừa cân, thì bạn hãy tránh xa những chiếc bánh trung thu nhé. Nhóm người thứ hai, bệnh nhân tiểu đường. Như đã nói ở trên, lượng đường được tẩm ướp cho một chiếc bánh trung thu là không nhỏ. Trong khi đó, tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học là yếu tố tiên quyết giúp bệnh nhân tiểu đường đẩy lùi tình trạng bệnh. Do đó, việc kiêng ăn bánh trung thu là điều cần thiết. Nếu thật sự muốn cùng người thân thưởng thức món bánh truyền thống trong dịp rằm, bạn nên điều chỉnh lại thực đơn, hãy giảm tối đa lượng tinh bột và chất béo trong bữa cơm hàng ngày để bù lại cho lượng đường mà bánh trung thu mang tới nhé. Nhóm người thứ ba, phụ nữ mang thai. Những dưỡng chất có trong loại bánh này thường không tốt cho bà bầu. Không chỉ vậy, lượng đường quá cao và hấp thụ nhanh sẽ dẫn đến tăng đường trong máu và ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Điều này còn kéo theo các bệnh về tim mạch, không tốt cho cả mẹ và bé. Nhóm người thứ tư, trẻ nhỏ và người cao tuổi. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa được hoàn thiện, dễ bị tổn thương và người cao tuổi thì không còn hoạt động tốt. Do đó, nếu ăn bánh trung thu với hàm lượng đường, đạm, chất béo quá cao thì sẽ gây ra áp lực không nhỏ cho dạ dày. Chính vì thế, trẻ nhỏ và người cao tuổi ăn bánh trung thu vừa không hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng mà còn dẫn tới những hệ quả đối với sức khỏe như đau bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, viêm tụy. Nhóm người thứ năm, người có vấn đề về gan, thận, túi mật, dạ dày. Khi bị các bệnh lý khác liên quan đến thận, túi mật hay dạ dày thì bạn nên loại bỏ bánh trung thu ra khỏi thực đơn. Nguyên nhân là do loại bánh này ăn nhiều có thể dẫn đến nhiều hệ quả khôn lường dưới đây. Gây ra viêm tụy cấp và nghiêm trọng nhất là tử vong. Tình trạng viêm loét hay đau dạ dày sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn vì bánh trung thu thúc đẩy quá trình bài tiết axit. Người sỏi thận, viêm thận nên tránh xa bánh trung thu mặn do nồng độ muối khá cao. Nhóm người thứ 6, bệnh nhân cao huyết áp mạch vành. Với lượng đường và chất béo cao, không quá khó hiểu khi bánh trung thu được đánh giá là không phù hợp với người bị bệnh cao huyết áp và tim mạch. Những người này nếu muốn kiểm soát lượng cholesterol và đường trong máu, tránh các tình huống xấu như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim thì nên lưu ý. Nhóm người thứ 7, người bị dị ứng nổi mụn. Hạn chế ăn bánh trung thu là nguyên tắc mà những người hay gặp các vấn đề về da và mụn trứng cá cần tuân thủ. Độ ngọt cao và lượng chất béo lớn trong loại bánh này sẽ kích thích quá trình tiết bã nhờn, làm da xấu hơn. Bạn cũng cần lưu ý thêm một số điều sau đây khi ăn bánh trung thu để tránh làm bệnh tình nặng thêm. Chú ý đến hạn sử dụng và nguồn gốc của bánh. Ngày nay các nhà sản xuất cố gắng tạo ra nhiều loại bánh khác nhau và có thêm nhiều màu sắc để các khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, điều bạn cần lưu tâm khi chọn và thưởng thức bánh là ngày sản xuất. Hãy để ý thật kỹ về điều này trên bao bì của bánh. Nếu phát hiện điều bất thường thì tuyệt đối không được mua. Không ăn bánh trung thu thay cho bữa sáng và bữa chính. Một số người có xu hướng ăn sáng bằng bánh trung thu, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen xấu làm tổn thương dạ dày.
vì bánh trung thu chứa hàm lượng đường và chất béo cao nên rất khó tiêu hóa và ăn khi đói sẽ kích thích tiết axit dạ dày, gây ra chứng ợ nóng. Đối với một số người mắc các bệnh về dạ dày, có thể xuất hiện các cơn đau. Ngay cả đối với những người khỏe mạnh, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho lá lách và dạ dày, gây mất cảm giác ngon miệng, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Vì vậy, bánh trung thu không thể thay thế cho các bữa ăn chính. Không ăn bánh trung thu ngay sau bữa ăn. Sau bữa ăn chính không nên lập tức ăn bánh trung thu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng nên ăn bánh vào khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi ăn cơm. Bởi khi vừa ăn cơm, dạ dày chưa tiêu hóa hết thức ăn, nếu lập tức ăn bánh trung thu sẽ dẫn đến chứng khó tiêu. Không nên ăn bánh trung thu vào ban đêm. Các chuyên gia nói rằng không nên sử dụng bánh trung thu như một món ăn đêm bởi loại bánh này khó tiêu hóa, thậm chí có thể còn gây ra các vấn đề về gan và các triệu chứng cấp tính khác như đầy hơi, tức ngực, nôn mửa. Vậy chúng ta nên ăn bánh trung thu như thế nào để đảm bảo được sức khỏe nhất có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người. Ăn bánh trung thu đúng cách cần lưu ý những điều sau đây. Theo chuyên gia, mỗi người chỉ nên ăn một miếng bằng 1/8 chiếc bánh sau bữa ăn là đủ. Khi ăn bánh trung thu nên bớt đi một bát cơm hoặc lượng thức ăn tương ứng. Chẳng hạn nếu ăn 1/2 bánh xèo hoặc bánh nướng, thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm, đồng thời tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa tăng đường huyết nhanh. Ăn xong cần súc miệng ngay để không sâu răng, đặc biệt là với bánh dẻo sẽ dính chặt vào răng, gây sâu răng nhiều hơn. Ăn bánh trung thu xong nên đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Có thể ăn bánh trung thu với các loại quả có vị chua và giàu vitamin C như kiwi, ổi, cam. Những loại quả này sẽ giúp cơ thể chuyển hóa chất béo dễ dàng hơn. Mỗi mùa rằm trung thu đến, bạn có thể bắt gặp những cửa hàng, những thương hiệu bán bánh trung thu khắp các nẻo đường. Thật dễ dàng để có thể mua một hộp bánh trung thu về thưởng thức, mua về làm quà biếu đúng không nào? Thế nhưng giữa muôn vàn những cửa hàng bánh như vậy, làm thế nào để có thể chọn lựa được một loại bánh ngon nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì không có quá nhiều người biết. Phần tiếp theo của video, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ gửi đến bạn những tư vấn để lựa chọn bánh trung thu đúng chuẩn nhất nhé! Cẩn trọng khi lựa chọn bánh trung thu. Hiện nay trên thị trường ngoài những thương hiệu bánh nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện các loại bánh giá rẻ, bánh từ handmade được bày bán trên mạng, không rõ nguồn gốc rõ ràng. Thực tế, cơ quan chức năng đã từng bắt giữ những lô bánh không nhãn mác rõ ràng, được bán ra với giá chỉ 3.000 đến 5.000 đồng một chiếc. Thành phần để tạo nên những chiếc bánh ấy thì chẳng ai có thể đảm bảo được. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng phải cẩn trọng đối với những loại bánh giá rẻ, đặc biệt là loại bánh handmade, vì loại bánh này thường sẽ dùng rất nhiều loại màu khác nhau. Như vậy, nguy cơ gây hại cho sức khỏe là rất lớn. Mức độ độc hại của hóa chất tạo màu, tạo mùi công nghiệp là rất lớn. Khi bị nhiễm vào cơ thể, nó có thể gây tổn hại đến tất cả các cơ quan thần kinh, nội tạng và bề mặt da khi tiếp xúc trực tiếp. Không chỉ có vậy, việc ăn bánh trung thu có tổn dư hóa chất công nghiệp, nhân bánh không đảm bảo còn có thể gây ngộ độc cấp tính như đau bụng, buồn nôn. Nguy hiểm hơn, nó còn tích tụ dần vào cơ thể, gây nên những ảnh hưởng cho sức khỏe sau này, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các chuyên gia cũng khuyên chúng ta khi mua bánh trung thu cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, dùng mắt thường để quan sát. Bảo đảm bánh không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách, không có màu sắc khác thường, không bị thiêu, ẩm mốc, hư hỏng, không có mùi khác lạ. Bao bì ni lông chiếm vai trò quan trọng trong việc bảo quản bánh. Quy chuẩn này được kiểm soát tốt ở các thương hiệu lớn với dây chuyền sản xuất hiện đại. Bánh phải ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Bánh trung thu thường có hạn sử dụng khoảng 50 đến 75 ngày. Trên thực tế, bánh trung thu dễ bị oxy hóa, gây nên tình trạng mốc vì trong bánh có nhiều loại chất béo và nguyên liệu tươi. Với các loại bánh handmade, người tiêu dùng càng phải chú ý thời hạn sử dụng do điều kiện bảo quản không được như bánh sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại. Bánh phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, nên lựa chọn nhà sản xuất đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Sản phẩm được bày bán ở những nơi đáp ứng yêu cầu về kinh doanh thực phẩm, như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản đúng quy định trên nhãn. Thứ hai, chọn bánh có thành phần phù hợp với thực trạng sức khỏe. Hiện bánh trung thu rất đa dạng với nhiều loại nhân mặn ngọt khác nhau. Vì thế, khi chọn phải lựa chọn đúng khẩu vị của mình. Đặc biệt, những người bị béo phì, tiểu đường nên chọn những loại bánh trung thu được làm từ đường không năng lượng isomalt để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba, tuyệt đối không ham rẻ mà chọn bánh không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường. Tuyệt đối không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi
không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, bánh bị biến dạng, hàng lậu. Nên chọn những loại bánh trung thu có uy tín, được nhiều người chọn mua và được đăng ký tiêu chuẩn về chất lượng với cơ quan chức năng và có giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối không nên tham rẻ, mua những loại bánh không rõ tên tuổi vì có nguy cơ nhiễm độc cao do được làm từ nguồn nguyên liệu không đảm bảo. Thứ tư, lưu ý khi bảo quản bánh. Bánh mua về cần bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp vì ánh nắng mặt trời là tác nhân gây oxy hóa chất béo và làm cho bánh bị hư hỏng. Bạn cũng cần lưu ý tránh để côn trùng xâm nhập như kiến cắn thủng bao bì, làm bao bì không kín khiến bánh bị ẩm và sinh mốc. Cứ mỗi rằm tháng 8 về, bánh trung thu lại trở thành một thức quà phổ biến với mọi người ưa thích. Tuy nhiên, chính sự đa dạng của các loại bánh trung thu đang được bày bán trên thị trường cũng dẫn đến những nỗi lo về tình trạng bánh trung thu bị lỗi, bánh trung thu cũ hết hạn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn phải đối mặt với những nguy cơ từ việc sử dụng bánh không đúng cách. Do vậy, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề quan trọng khi thưởng thức món ăn này. Đồng thời cũng cần chú ý rằng có một số đối tượng được khuyên rằng nên hạn chế ăn bánh trung thu nếu không muốn tình trạng sức khỏe trở nên tệ hại hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Sức khỏe mỗi ngày.